xin chào tất cả mọi người chào mọi người đã đến với ngày hôm nay à, chúng ta đang ở trong cái tuần đầu tiên của tháng 10 à, và những cái ngày đầu tiên thì khởi đầu khá là thuận lợi khi mà giá bitcoin có một cái sự hồi phục tăng mạnh à, sau đó thì lại là một cái giai đoạn mà chủ yếu là giống tháng chín tức là sideways và tưởng chừng như cái đà tăng này của bitcoin sẽ duy trì được thì bất ngờ là trong mấy ngày trở đây thì thị trường lại quay trở lại giảm và khiến cho ăn coi tụt giảm tương đối mạnh thì uh, tuy nhiên thì cái điều mà đang được cộng đồng quan tâm hơn ấy, đó là trong tuần này thì có khá là nhiều những cái thông tin đang diễn ra vậy thì đó là những thông tin gì và nó sẽ tác động đến thị trường như thế nào mình sẽ cập nhật với các bạn ở trong việc ngày hôm nay OK, chúng ta sẽ quay trở lại với cả nội dung chính của ngày hôm nay. Thì ở trên uh, chart của Bitcoin trên khung Weekly, uh, các bạn có thể thấy là tuần vừa rồi là một cái bước ngoặt uh, cho cái xu hướng của Bitcoin khi mà giá nó tăng từ 26 lên 28 ngàn và nó đánh dấu tạm thời cái sự kết thúc khi mà xoay gôi quanh vùng giá 26 ngàn. Đây là vùng giá hỗ trợ rất là mạnh khi mà có một cái sự cạnh tranh rất là mạnh giữa phe mua, phe bán tại vùng giá này. Tuy nhiên ý, thì nếu mà chúng ta nhìn theo cái hành động giá thì Bitcoin đã đóng nến tuần 5 lần liên tiếp với những cái cây nến rút dâu ở, ở khu vực là 25.000 là khu vực hỗ trợ cứng. Và trong quá khứ thì mỗi một lần mà giá chạm đến cái vùng cả này mà không thể nào vượt qua thì sẽ đều có cái phản ứng đảo chiều rất là mạnh. Và các bạn có thấy là trong 5 lần rút dâu nến tại đây thì phe mua đều nhảy vào đỡ giá của Bitcoin và phiến cho giá của nó không thể nào mà sập ngay lập tức được. Và cái cây nến tăng mạnh trong tuần trước thì là chứng minh cho cái vấn đề là trong tháng 10 này để mà sập qua cái vùng 25.000 ngay lập tức không phải là một cái điều dễ dàng. Bởi vì sao? Bởi vì nếu mà chúng ta xét theo những cái dữ liệu trong lịch sử thì ở đây mình đang chia sẻ cho các bạn một cái biểu đồ được chia sẻ bởi một người có tên là Miles Dowster. À, đây là cái biểu đồ về cái hiệu suất thay đổi trung bình của Bitcoin theo các tháng tính từ trước đến nay thì chúng ta có thể thấy rõ là trong quá khứ từ tháng 10 hay là tháng 11 là những cái tháng mà có cái tín hiệu uh, những cái hiệu suất tăng trưởng uh, tốt nhất đối với cả Bitcoin đặc biệt là tháng 11 đúng không ạ đang có cái hiệu suất tăng trưởng vượt trội so với những tháng còn lại và với những cái dữ kiện trên thì theo view của mình thì khả năng là giá của Bitcoin trong uh, thời điểm cái quý cuối cùng của năm 2023 Hoàn toàn có khả năng hồi phục lên những cái vùng kháng cự như là 30 và 31 ngàn Tuy nhiên thì mình cho rằng kể cả cái điều này nó có xảy ra thì nó cũng chưa thể nào mà giúp Bitcoin có thể có được một cái xu hướng mới và chúng ta chắc chắn là phải đợi sang thời điểm quý 1 2024, thời điểm mà có những cái sự kiện như Bitcoin halving diễn ra thì lúc đấy mới thực sự có những cái tin tức mà nó có thể tác động mạnh được với thị trường còn từ giờ cho đến hết năm thì mình cho rằng là xu hướng của thị trường nó sẽ không thực sự là biến động quá lớn. Ok thì vừa rồi chúng ta đến với những cái phân tích ở trên khung tuần Vậy thì những khung thời gian nhỏ hơn như khung D1 hay là khung H4 thì cái xu hướng cũng như là cái kế hoạch giao dịch của chúng ta sẽ như thế nào Thì ở đây trên khung daily thì các bạn thấy là hồi đầu tuần chúng ta đã chứng kiến một cái pha tăng giá khá tốt khoảng 6% lên vùng 28.600 Và đây cũng là cái vùng giá cao nhất của Bitcoin tính từ điểm tháng 8 đúng không ạ? Tuy nhiên thì cái nhịp tăng này nó không kéo dài được quá lâu khi mà hai ngày liên tiếp thì giá Bitcoin đóng nến với màu đỏ và việc Bitcoin có cái sự điều chỉnh giảm thì nó cũng không làm mình thực sự là quá bất ngờ bởi vì nếu mà các bạn theo dõi những cái video gần đây hoặc là những cái video tuần về cái kế hoạch, cái plan Bitcoin của mình đã phân tích cho các bạn ở trên nhóm Telegram ấy, đúng không ạ? À, thì mình đã rất là kỳ vọng vào cái vấn đề là giá sẽ tiếp tục điều chỉnh khi mà đến khoảng vùng 26.000 và 26.000 2 và mình cũng đã set up một vài cái lệnh long trong cái khoảng này và đây cũng là một cái vùng giá khá an toàn bởi vì sao bởi vì nó được đỡ giá rất tốt bởi cái phe mua và là hộ phùng hỗ trợ cứng bitcoin thì trong xu hướng ngắn hạn thì mình đang thấy rằng là cái xu hướng tăng đang là xu hướng sẽ có khả năng xảy ra cao hơn do đó thì trong thời gian sắp tới mình sẽ ưu tiên đánh cái lệnh long trong dạng này đối với cả bitcoin và đối với cả Ancoin thì trong thời gian tới nếu mà mình vào lệnh nào thì mình sẽ đều thông báo cho anh em ở trong nhóm À, ví dụ như trong ngày hôm qua thì các bạn có thể thấy là khi mà Bitcoin chưa có nhiều biến động thì mình đã tìm ra được một vài những cái lệnh đánh long an coi ví dụ như là trong ngày hôm qua thì cũng có đánh cái lệnh long xrp đang khá là tốt à, và mình đã set up được một cái entry rất là đẹp thì con thể đấy ở trên xrp trên khung h một đấy thì chúng ta thấy là giá của XRP nó đang hình thành một cái trend tăng tương đối rõ ràng với những cái đáy sau cao hơn đáy trước đúng không ạ? Và ngoài ra thì ở đây cũng đang có một cái vùng hỗ trợ tốt ở khoảng là 0,5069 đô la. Và nếu mà chúng ta kết hợp hai yếu tố trên thì nó đã tạo ra được một cái khu vực hợp lưu giữa trend tăng cũng như là vùng hỗ trợ. Do đó thì mình cùng với cả các admin đã quyết định là cho mọi người trong nhóm một cái entry ở mức là 0.5134 và chúng ta đánh long lên, stop-loss thì chúng ta chỉ stop-loss ngay ở vùng bên dưới thôi, stop-loss rất là ngắn à, TP thì chúng ta sẽ đặt ở ba mức khác nhau với vấn đề X20 và có thể là giá của XRP đã có một nhịp tăng rất là tốt và mọi người cũng đã, nếu mà ai mà chốt được gần cái mức TP3 thì cái tỷ lệ roi sẽ lên tới khoảng 61% cho cái lệnh này, mình cho rằng là một lệnh rất là ok trong ngày hôm qua còn những cái lệnh mới nhất thì với cái tình hình Bitcoin Uh, có một cái nhịp điều chỉnh giảm chưa thực sự là rõ xuống như thế này ấy. thì cá nhân mình mình nghĩ là sẽ cần thêm thời gian để chúng ta xem xem là cái điểm vào nào là phù hợp và hợp lý Chứ chúng ta cũng không nên uh, giao dịch quá vội vàng trong thời điểm này thì như thường lệ thì khi nào mà có những vùng entry đẹp mình sẽ thông báo với mọi người trên nhóm telegram uh, thế nên nếu mà anh em nào mà chưa vào nhóm mọi người có thể click vào cái đường link ở bên dưới phần mô tả và mọi người lưu ý, đây là nhóm hoàn toàn là miễn phí ở bạn Nếu mà có ai mà inbox cho các bạn mà bắt các bạn nộp tiền để vào một cái nhóm gì đó thì chắc chắn đó là nick fake và chắc chắn là sẽ scam cái số tiền của bạn. Các bạn còn chú ý cái điều này giúp mình nhé Ok thì đó là những cái phân tích của mình cũng như là những cái kế hoạch giao dịch trong ngắn hạn à, trong thời gian tới. À, bây giờ chúng ta sẽ đến với những thông tin liên quan đến uh, vĩ mô. Thì uh, đa số chúng ta sẽ đều đang dự đoán về việc là Fed sẽ còn một cái được tăng lãi suất nữa vào cuối năm nay. Đúng không ạ? Và bản thân mình cũng đang tin cái điều này Và cái điều này thì đang trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết Khi mà tối ngày hôm qua tức là ngày 3 tháng 10 Thì đã có một cái thông tin mà không được quá nhiều người để ý Nhưng mà nó đã bất ngờ trở thành một trong những cái tâm điểm Đó là cơ hội việc làm GOLTS của Mỹ Cụ thể thì trong thông báo này thì đã cho thấy là cơ hội việc làm của Mỹ đang tăng rất là mạnh và nằm ngoài dự đoán của các chuyên gia kinh tế à, khi mà đã tăng từ 8,92 triệu đến 9,6 triệu việc làm trong tháng 8 và điều đó đồng nghĩa với việc là có khá nhiều cơ hội việc làm đang được mở ra trên thị trường lao động Mỹ Mặc dù đây là thông tin tốt đối với cả người lao động nhưng đây là điều mà Fed không mong muốn à, Nó dấy lên một cái lo ngại rằng là Fed có thể mất nhiều thời gian hơn để mà kiềm chế lạm phát và đẩy lợi suất trái phiếu kho bạc dài hạn của Mỹ lên mức kỷ lục à, kỳ hạn 10 năm đạt mức là 4,756% cao nhất kể từ thời điểm ngày 15 tháng 8 năm 2007. Và điều này có nghĩa rằng là khi mà uh, lợi suất tăng thì đồng nghĩa với việc là các nhà đầu tư lớn họ sẽ rút vốn dần ra khỏi các thị trường uh, những cái tài sản rủi ro như là cổ phiếu hay là crypto để đổ vào trái phiếu thì nó sẽ ăn chắc hơn rất là nhiều. Do là khi mà họ đầu tư vào trái phiếu thì sẽ ăn uh, chắc cái phần lãi tầm 5%. Họ còn đầu tư vào những cái thị trường như là crypto hay là chứng khoán ở thời điểm hiện tại thì nó cũng khá là rủi ro nếu như uh, không phải là một nhà đầu tư chuyên nghiệp. Và ngoài ra thì trong tối thứ sáu vào ngày mùng 6 tháng 10 thì cũng diễn ra cái báo cáo việc làm non farm và điều phép muốn thấy đó chính là thị trường lao động suy yếu. Còn nếu như mà non farm đi ngược với dự báo và vẫn tiếp tục tăng thì chúng ta hoàn toàn có thể khẳng định gần như chắc chắn là chúng ta sẽ có một đợt tăng lãi suất nữa vào cuối năm nay còn đối với các bạn nào mà các bạn đang giao dịch ngoại hối hay là các bạn chơi vàng thì các bạn hãy chú ý vào thời điểm thứ sáu tuần này sẽ là thời điểm mà bản tin non farm sẽ diễn ra và như thường lệ thì khi mà bản tin non farm diễn ra thì sẽ có những cái biến động về giá sẽ rất lớn nên các bạn hãy thận trọng với cái tài khoản của các bạn trước khi tiếp tục với cả nội dung chính của video ngày hôm nay thì nếu như các bạn đang là những người mà mới tìm hiểu về thị trường các bạn chưa biết bắt đầu từ đâu cũng như là các bạn đang tìm kiếm một cái người có thể định hướng cho các bạn trước khi mà các bạn tham gia đầu tư thì các bạn hãy để lại thông tin của các bạn ở đây à, mình sẽ tặng cho mọi người một cái khóa học 4 ngày hoàn toàn miễn phí và chắc chắn là với khóa học này thì các bạn sẽ có cho mình được một cái sự chuẩn bị tốt nhất cho cái mùa tăng trưởng sắp tới và với những anh chị mà đang có dự định đầu tư một số tiền lớn trong thị trường cryptocurrency và muốn đồng hành cùng quỹ đầu tư AR Venture thì anh chị có thể nhắn tin trực tiếp với mình qua Zalo thì mình sẽ chia sẻ thêm cho anh chị những cái thông tin chi tiết. Ok, chúng ta sẽ đến với một số những thông tin liên quan đến crypto khác. Thì cái thông tin mà đang được cộng đồng crypto chú ý nhất đó chính là việc đơn kháng cáo của SEC đang chính thức bị bắt bỏ. Cụ thể thì trên trang thông tin Cointelegraph và dạng sáng nay cũng đã thông báo về việc là thẩm phán Analisa Torres đã bác bỏ đề nghị của SEC về việc nộp đơn kháng cáo tạm thời để chống lại phán quyết của Ripple gần đây. Và đầu tiên thì SEC họ đã kháng cáo cái quyết định của tòa án liên quan đến việc là Ripple bán XRP trên sàn là một cái hợp đồng đầu tư chứng khoán. Và bởi vì cái quá trình vụ kiện này vẫn đang diễn ra và phần lớn nó liên quan đến việc là ADC kiện hai đồng sản lập của Ripple vẫn hiện tại chưa kết thúc. Và nếu mà muốn kháng cáo trong thời điểm này thì ADC sẽ cần uh, cho sự cho phép của tòa án. Do đó thì S.D.C họ quyết định là nộp đơn kháng cáo lên tòa án và kết quả là bị từ chối. Thì cái lý do từ chối của tòa án theo mình tìm hiểu thì đây không phải là một cái vấn đề thuần túy liên quan đến luật pháp uh, vào một cái trường hợp cụ thể. Uh, nghĩa là không có một cái sự nhầm lẫn gì về luật pháp ở đây, chỉ là ADC không chấp thuận cái quan điểm áp dụng luật của thẩm phán mà thôi do đó thì cái việc của EDC kháng cáo nó là không đủ căn cứ. Cái lý do thứ hai đó là tòa án từ chối uh, việc EDC trích dẫn cái vụ Luna trong cái kháng cáo bởi vì tòa án có thể là đưa ra hai kết luận uh, và nếu như chi tiết của hai vụ kiện là khác nhau, nghĩa là tòa án họ đang cho rằng là hai cái vụ kiện này không liên quan đến nhau cả. Uh, tóm lại thì EDC đang đối mặt với khá nhiều những vụ kiện liên quan đến crypto và lo ngại rằng là những cái thẩm phán họ sẽ sử dụng cái vụ kiện uh, Ripple để làm tiền lệ. Do đó thì EDC họ không đủ điều kiện kháng cáo vào thời điểm hiện tại và nếu mà muốn kháng cáo thì họ sẽ phải chờ cho đến khi mọi thứ kết thúc rồi mới được kháng cáo. À, đối với nhận định của mình ấy, thì việc SEC hiện tại đang thất thế trước những vụ kiện crypto cũng là một cái tín hiệu uh, tốt. Ngoại nhất là khi mà SEC chính là cái tổ chức mà sẽ quyết định là cái việc mà một cái quỹ uh, Bitcoin ETF spot có được thông qua hay không. Và khả năng cao là những cái vụ kiện của SEC sẽ chưa thể kết thúc ngay trong năm nay và hoàn toàn có thể kéo dài diễn ra đến tận năm sau. Và cũng sẽ follow update cho các bạn nếu như bất có bất cứ những thông tin gì mới. À, chúng ta sẽ đến với cả thông tin crypto cuối cùng mà mình muốn chia sẻ với các bạn trong ngày hôm nay đó là việc mà đồng USDT đang có dấu hiệu tăng mạnh trên các sàn giao dịch. À, sau cái xuồng tăng mạnh thì những cái sàn crypto hàng đầu bao gồm Bitcoin, ETH thì đã trải qua những cái đợt điều chỉnh nhẹ. Nhưng mà nhìn chung thì hiện tại vẫn đang ủng hộ cho cái sự tăng giá và một trong những cái đồng stablecoin lớn nhất thế giới hiện tại là USDT đang được hưởng lợi. Có thể thấy là những cái dữ liệu đến từ Censum cho thấy rằng là uh, cái sự gia tăng đáng kể của cái sự hiện diện của Tether trên các sàn giao dịch và theo SenseMunient thì cái lượng USDT trên các sàn đã tăng từ 17,6% lên mức là 24,7%. À, đây là một cái bước nhảy vọt biểu thị cho cái sự gia tăng đáng kể về cái tỷ lệ stablecoin có sẵn để mà giao dịch trên các nền tảng à, giao dịch khác nhau và cái sự hiện diện ngày càng tăng của tether trên các sản dịch à, thường cho thấy là cái sự quan tâm ngày càng tăng của các nhà đầu tư họ muốn tham gia hoặc tái tham gia vào thị trường. Công ty phân tích tiền điện tử thì cũng nhấn mạnh rằng là cái sự gia tăng nắm giữ USDT của 10 cái địa chỉ ví lớn nhất hiện tại đã tăng từ 7,3 tỷ lên mức là 9,42 tỷ USD chỉ trong 3 tháng. Cho thấy là nhóm người này, này họ đang tăng cái vị thế của họ trong chính công ty Tether. Ok thì đó là những cái thông tin trong video ngày hôm nay mình muốn chia sẻ và update cho các bạn. Hy vọng là video sẽ đem lại cho các bạn những cái thông tin hữu ích. Nếu như các bạn cảm thấy video hay hãy đừng quên like, share, comment bên dưới cho mình biết và ấn nút đăng ký kênh để chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trong những cái video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.